vợ chồng các bạn nha. Bữa nay bắt đầu mình chở và cái lau dầm này mình đi gói mình đi gắp cầu nha các bạn. Bữa nay có tài xế đó nha, tài xế bên kia đang múc đất ở gần trụ cầu dục ra cho của nó sâu xuống nha các bạn. Đây nay bắt đầu mình đi gắp cái lau dầm cầu nha. Nay dài quá không có vận chuyển đi đường bộ được, chơi đi đường ở dưới sông nha các bạn. Ở đây có con gần dài nè, chút xíu con gần dài của nó gắp cái cầu nha. Ơi, khoan, quay qua đây. Vừa trời của nó vừa hết mưa luôn các bạn ơi. Nay mình bắt đầu quay đầu với chiếc phà lại gọi luôn nha. Đang quay qua mình gác mấy cây dầm này nha các bạn. Dây vô cái gồng nó dịch này nha. Rồi xong phim hên quá, quá trời nặng, rất là lâu dặm dưới luôn rồi.
dây này nè.
Rồi hả, xuống từ từ đây. Bây giờ chúng cái kia. Dở lên. Hả, từ từ. Nghịch về bến xíu. Nè. Rồi xuống đây, xuống đây. Xuống đây được rồi. Rồi gác được 3 cây rồi các bạn ơi. 3 cây bên đây rồi nha. Rồi mình xin tạm dừng video ở đây các bạn ơi.